vô hạt cát mới được. Ớt trong rơm này đã mất hết trơn rồi. Lấy nước tím có xài nước không? Nó nhỏ hả? Lớn mà. Tại tụi mi làm cho tụi nó đó, nhưng nó đâu có cho đeo ốp đâu. Nó không có cho mở room mà nó cũng không có cho đeo ốp bất cứ cái room nào hết trơn. Okay, wait a minute. Let me check my sound proof. Let me check my sound proof. Lớn rồi mà phải không? Nghe lớn rồi mà phải không? Hả? Ai làm cũng được hết trơn á. Ai làm cũng được hết trơn á. Miễn mình nói tiếng Anh được nè. Nói, nghe, hiểu, chat, viết thì mình sẽ làm cho nó được. Không cần nói giỏi. Ok. Đi coi coi nhấn vô chữ nhấn vô chữ help đó ở ngoài cái thao tác window đó, thao tác chính đó, nhấn vô chữ help rồi nhấn vô chữ guide. Ok, có nghĩa là mình tình nguyện mình muốn giúp thì khi mà họ nhận được đó, rồi họ sẽ PM cho mình, họ nói là được hay không, đại khái như vậy. Cái này là volunteer mà, chứ đâu có phải là mình làm có tiền đâu. Cái này là volunteer, không có trả lương. Đó, nó cho nick tím forever đó. Nó cho nick tím đó, renew mỗi năm á. Ai tặng thế bảo tặng tớ đi, thì vô làm cho Paul thoát đi. Rồi nó cho đó, nó cho cái nick tím á với một cái nick đỏ để làm việc thôi chứ không có được đi chơi. Qua Hải Anh học ở trong này thì phải biết tiếng Anh phải không? Không cần phải giỏi. You don't need to be very good, really good, okay? Nói, hiểu, nghe, viết, chat được thì làm cho tụi nó được. Nó cho nick tím mỗi năm. As long as you work for them. And nick đỏ 10 năm. Cái gì vậy? Làm cho nó thì phải biết luật của Paul Thoth. Mà khá như vậy á. Được nick đỏ 10 năm luôn hả? Nick của Hoa Hải Anh là nick nick pink. Nick pink chứ không phải là red. Nick pink. Nick pink là nick màu hồng phải không? Nick đen hả? Khác nhau cái chỗ là nick đen được khỏi trả tiền. Okay. Nick đen được khỏi trả tiền. And nick đen á thì chỉ có được add 100 cái nick của bạn mình mà thôi. Còn nick tím thì unlimited. Có nghĩa là muốn add bao nhiêu add, 1.000, 2.000, 3.000 nick gì đó đều được hết. And nick đen đó chỉ được coi webcam trong vòng tích tắc 1, 2, 3 second mà thôi. Còn nick tím được được coi
As long as you want. One at a time. Có nghĩa là mỗi lần mình chỉ coi được một cái webcam thôi, mà coi trong vòng chỉ một hai giây mà thôi. Còn nick tím thì ở trong rương chiếu bao nhiêu cái webcam thì mình được coi bấy nhiêu. Tháng gì vậy? Rồi cái nick tím đó thì được cái chữ VIP ở trong cái profile. Thế như vậy. And tụi nó nói cái nick tím đó coi webcam là rõ nhất, có thể coi xuyên qua quần áo luôn. Có thể coi xuyên qua quần áo luôn. Thế okay. Rồi cái nick tím đó thì được đi 5 room một lần. Nick đen với mấy cái nick màu khác chỉ được đi 3 room một lần mà thôi. Thế okay. Thấy như vậy. Tại sao cần phải coi webcam nhiều hả? Tại vì thật sự ra tại vì mình là người lương thiện không? Mình chỉ ở ngoài mấy cái room ngoài, chứ còn mấy cái room E đó, họ chiếu một lần mấy chục cái webcam luôn. Họ show đó, họ chiếu một lần mấy chục cái webcam thì nick tím được coi thoải mái. Thế, thấy như vậy. Tại Trang con gái đâu dám vô mấy cái room đó đâu. Thành ra nick đen là đúng rồi. Cái này nó nhỏ nhỏ nha. Nói thiệt á, nếu mà các anh chị cần á, chỉ nên mua cái nick màu blue thôi. Tại vì nó không có make too much different. Nó không có khác biệt gì nhiều đâu. Chỉ có cái mình có nick tím thì mình show off chút đỉnh thôi. Cái như vậy. Họ show gì hả cô? Thì họ show tùm lum hết trơn á. Ok, có hai cách đăng ký. Cách thứ nhất á là mình tự mình đăng ký thì không cần người giới thiệu. Thì lúc thì cái cách này thì mình không có được gì hết trơn. Mình chỉ volunteer là mình chỉ giúp thông dịch đồ này kia, biết không? Là tự mình đăng ký. Thì My mới vừa chỉ đó, các anh chị nhấn vô chữ help, rồi nhấn vô chữ guide. Okay. Cách thứ hai đó là mình phải có người giới thiệu. Mình vô trong cái Vietnamese Help Room hay là vô trong cái lớp B1 của Mỹ á, mình PM với họ là mình nói: ôi tôi muốn volunteer giúp đại khái như vậy á, thì mình phải có một cái người red nick, có nghĩa là có một cái người nick đỏ giới thiệu mình. Họ sẽ PM cho cô admin hay là ông bà chủ Paul Talk. Họ nói: ôi tôi có cái người này muốn vô volunteer, muốn làm volunteer đó, đã có gì á, thì cô admin hay là ông bà chủ Paul Talk mà say yes thì mình được quyền mình vô mình giúp. Thì trước nhất là mình vô trong cái room Vietnamese Help Room á, mình ngồi đó, hoặc là mình vô trong cái lớp B1 của Mỹ á. Nghĩa là Vietnamese Help Room thì được nói tiếng Việt, còn lớp B1 của Mỹ thì phải nói tiếng Anh, đại khái như vậy. Rồi mình ngồi đó mình nghe. Tại vì mình muốn vô làm nó không có dạy mình cái gì hết trơn á, tự động mình phải tự tự mà đi học học cách cách trả lời á. Thí dụ như người ta vô Paul Talk, người ta chơi, người ta có bất cứ thắc mắc gì mình phải biết trả lời. Thí dụ như là: ô cái nick của tôi bị người ta lấy, ô tôi bị mất cái nickname, ô tại sao tôi cầm mic nói không được, tại sao tôi mở nhạc không được, đã khái gì anything mà mình muốn biết. Và khi mình vô Paul Talk chơi mình bị trục trặc cái gì đó thì mình vô trong cái mấy cái room đó mình hỏi, thì cái người volunteer phải biết trả lời, nghĩa là phải biết giúp. Thì vô khi mà nó say yes, nó cho mình vô làm rồi đó, thì tự động mình phải tự đi học hỏi bằng cách là mình vô trong cái room Vietnamese Help Room, mình ngồi đó mình nghe những cái
Anh chị à, nick đỏ người ta trả lời làm sao? Mình học những cái câu trả lời đó. Thấy như vậy, trong một thời gian vô hạn định, có nghĩa là có thể một tuần mình vô mình ngồi, có thể một tuần, có thể 2 tuần, có thể 3 tuần, cho đến khi nào mà mình nghĩ là mình có thể trả lời được hết tất cả những câu hỏi mà chat họ 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 hỏi đó, thì mình nói với nick đỏ trong room mình nói ô tôi muốn lên take top, có nghĩa là tôi muốn lên cầm mic trả lời, thì cái người nick đỏ họ sẽ cho mình lên cầm mic, nghĩa là take top đó. Khi mà mình lên mình giúp gì đó, mình trả lời được hay không rồi này kia không cần biết, thì tụi bao top nó cũng để ý, nó cũng lắng tai nghe. Trong những cái room help room đó là những cái room đó của bao top, chứ không phải là ai có quyền tạo ra hết trơn. Những cái help room đó các anh chị mở ra ngay cái chỗ mà help nó, rồi có những cái room help lớp B1, lớp B2, lớp B3 này kia, rồi Vietnamese help room, rồi Chinese help room gì tùm lum á đó. Đó thì những cái room đó nó open. Open có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình nói gì ở bao thóc nó đều nghe hết trơn á. Có nghĩa là ví dụ có 10 room thì 10 room nó mở trước mặt những cái cô admin hay là ông bà chủ bao thóc, mở trước mặt họ, thành ra họ nghe hết trơn á. Room nào nói chuyện họ đều nghe hết. Đó là help room, tại room đó là của bao thóc. Thì khi mà mình volunteer như vậy, mình giúp một thời gian, nghĩa là mình lên cầm mic mình trả lời, tụi nó nghe hết trơn á. Rồi trong một thời gian không cần không biết bao nhiêu lâu, thí dụ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, 1 tháng, 1 năm, 2 năm không chừng, một ngày nào đó tự động nó PM cho mình, nó nói nó muốn interview mình, nó muốn phỏng vấn mình, rồi mình vô giống như có cái test gì đó, nó nói chuyện với mình phải biết trả lời. Rồi khi mà mình pass rồi đó thì nó cho mình một cái red nick, ok, nhưng mà phải trong vòng probation, trong vòng 3 tháng, nghĩa là trong vòng 3 tháng coi nó coi coi mình làm việc làm sao, có good hay không. Sau khi 3 tháng probation mà nó thấy good rồi đó thì mình mới thật sự là teamwork, vô join in teamwork của tụi nó, có nghĩa là thật sự làm việc cho tụi nó, không có lương, ok, không có lương, tại mình volunteer mà. Nhưng mà nó cho mình một cái nick tím mỗi năm, nghĩa là cho đến khi nào mình không còn làm việc nữa, nick đỏ để làm việc. Và cứ tới lễ cuối năm thì nó cho mình một cái nick màu green 6 tháng cho thêm á nha, và 2 cái nick màu blue mỗi nick 3 tháng tùy theo mình chọn, đại khái như vậy. Rồi đồng thời nó cũng cho mình đi học, khi mà mình đã thực thụ là nhân viên của tụi nó rồi thì nó cho mình đi học những cái lớp như là computer, rồi những cái lớp fresher là những cái lớp mà thí dụ Paltalk nó có cái gì mới lạ thì nó mở những cái lớp đó cho mình đi học để mình biết cách mà mình help, rồi khá như vậy. Những cái lớp về computer thì rất là good, nó dạy mình đủ thứ hết trơn á. Nó đại khái như vậy, thì cứ cứ vài tháng nó có mở những cái lớp cho mình đi học free dĩ nhiên rồi đó, thì làm việc cho Paul Thoát là được như vậy. Tiếng Anh cũng đi học mà, tiếng Anh cũng đi học hoài mà, có điều là mình có giờ đi học hay không, chứ nó mới cứ mở lớp hoài. Khi đó thì đó, tuy là nó không có trả lương nhưng mà nó cho mình những cái đó đó. Nhưng mà có những cái luật nó không có cho mình mở bất cứ một cái room nào, hay là nó không có cho mình đeo ốp bất cứ một cái room nào, bởi vì mỗi ngày mà tưởng như cứ chạy ra chạy vô đeo ốp hoài chắc có ngày nó thấy quá. Nên đó phải phải cùng lên với cô Hạt Cát mới được. Chỉ mình đeo ốp là đeo lén á, tích tắc chắc tụi nó không thấy đâu. Ok, miễn cho sweet lady.
Em các anh chị đó thì nó cho những cái đó đó cũng dễ thôi các anh chị, nhưng mà cái vấn đề là nó có cần hay không. Có nhiều khi đủ người rồi đó, nhiều khi nó không cần. Thật sự nhân viên của Thao Thoát nó chỉ có khoảng mấy trăm người thôi, nhưng mà nó phải phục vụ cả mấy chục ngàn người, mấy chục ngàn customer, nó gọi là user. Ok rồi, bắt đầu học nha các anh chị. À, học gì bây giờ? Dạ, hôm nay mình sẽ qua cái phần thứ ba và phần thứ tư là listening and writing. Right, cho cái bài gì? Bài bệnh tật á, alignment and injury. Phải không? Yeah, nó gọi mình là user chứ nó không có gọi là customer. Ok, bắt đầu nha. Are you ready? Các anh chị có học bài không vậy? Did you do your homework? Có. Rồi, để mình để ý. Không hả? Thôi đi, chán các anh chị quá đi. 2 tuần rồi. 2 tuần rồi. Quỳnh Tuấn kia kìa, Leo Boy. Cho các anh chị 2 tuần rồi. Don't give me any excuse. Excuse. Coi bộ Hảo, Hảo gì đó. Hảo, Hảo. Coi bộ Hảo thuộc bài đó. I like you. Thôi đi. Yeah. Các anh chị muốn nói được tiếng Anh, muốn học được tiếng Anh bắt buộc các anh chị phải phải action, do something. Phải practice. Ok. Nhỏ quá hả? Phải nghỉ hả? À, chắc nghỉ lên giường ngủ tiếp quá. I'm so disappointed. Bây giờ muốn gì nè? Just try hả? Ok, try your best then. Ok. Giờ mình cái phần thứ nhất là listening. Ok. Giờ try your best, ok? Thì bài nào cũng dễ mà. Học với tỉ mi coi như học ABC đó, phải không các anh chị? Học tiếng Anh các anh chị bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ tập đầu phải không? Phải không? Đấy. Tập đọc rồi tập nghe phải không? Tập nghe rồi tập viết phải không? Tập viết rồi tập nói phải không? Đồng ý không nè? Phải không? Chứ chỉ các anh chị mua mua mới amen. Khó gì? Hello, cô mục sư. Dạ, em nhận được cái voicemail của cô rồi. Thứ sáu này không có học phải không cô? Dạ, lễ. Nhưng mà cô ráng học. Sorry. Nhưng mà cô ráng học 50 câu rồi phải không? Dạ. Tại vì còn có nửa tháng là cô phải đi California rồi. Rồi cô về là cô nộp đơn liền. Cô nộp đơn thì cô chỉ còn có khoảng 1 tháng để ôn lại, phải không? 2 tháng chứ. 2 tháng ôn lại. No, cô phải ráng mới được chứ, mỗi lần đi thi là mệt lắm á. Mỗi lần đi thi mà rớt một cái là cô feel bad. Mà cô có cần
không cô. Bác sĩ nó bị allergy. Dạ, nó nói không có hết rồi cô, tại bị allergy á. Thành ra dạ không, khám không có thấy gì hết, giờ nói là bị allergy thôi. Dạ, anyway cô ráng nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thưa bài cô. Ok. No, Thì mi dạy giúp Thi Quốc Tịch đó, mỗi tuần á chỉ cho học 10 câu thôi. Tất cả là 100 câu lịch sử và 100 câu lý lịch. Nhưng mà rất là khó các anh chị, rất là khó. Giống như cô mục sư nè. Đây phải gọi là bà mục sư không? Nhưng mà tại Thi mi ban đầu không biết là bà mục sư, để mi gọi cô cho thấy trẻ trẻ cho cô khoái, sau này mới biết là bà mục sư, nhưng mà lỡ gọi cô mục sư rồi. Như bà mục sư này biết bao nhiêu tuổi không? Bà 75 tuổi rồi đó, mà hồi nào giờ bà học là học tiếng Pháp với các anh chị. Thành ra giúp giúp cổ học rất là khó. Cổ cứ nói tiếng Anh qua tiếng Pháp hoài à. Thành ra rất là khó. Rồi cổ lớn tuổi rồi cổ bị lẫn nữa biết không, trời ơi, học hoài không nhớ, khổ thì thôi. Thành ra mỗi lần á chỉ giúp cổ một năm 10 câu thôi. 10 câu thôi mà còn không nhớ nữa đó. Dạy cổ 5-6 tháng rồi đó, 4-5 tháng rồi nữa cổ không nhớ. Thành ra rất là cực. Cực thì thôi đi á. Nhưng mà thôi kệ, thấy tội nghiệp. Tại thường thường á, nếu mà cổ ở bên Mỹ là 15 năm hay 20 năm là cổ được thi tiếng Việt. Nhưng mà tại khổ cái là cổ mới qua, anh nên nó bắt buộc phải thi bằng tiếng Mỹ. Bắt buộc phải thi bằng tiếng Mỹ. Ok các anh chị, nào bắt đầu nha, trễ quá rồi đó. Các anh chị thử nha. Ok, I want to play the audio and you want to listen. Ok, một chữ nữa. Nhớ nha. Nếu mà nghe hiểu hết thì đánh số 1. Không hiểu gì hết thì đánh số 0. Nếu hiểu nửa chừng hay là nghi ngờ đó, không có chắc chắn thì đánh số 5. Ok. Cái vấn đề listening đó, mình không có cần nghe từng chữ nha các anh chị. Ví dụ nói một câu dài á, mình chỉ cần nghe hiểu cái đại ý là được rồi. Okay, không cần nghe và the main idea, right? Chỉ cần hiểu cái nghĩa chánh. Để có nhiều khi Mỹ nó nói mà dài quá, mình chỉ cần hiểu đại khái để mình trả lời là được rồi, mình đâu có cần hiểu từng chữ phải không? No, thâu lợi rồi, thâu lợi rồi. No, cái chị phải tập nghe giọng Mỹ cho nó quen. Okay. Hiểu sai thì đánh số 0. Dễ ẹt mà cũng hỏi. Hiểu sai thì cho một trứng hột vịt lộn. Ok. Chiều hôm nào phá mùa. Right. Ok, now let's start. Cái audio này Tiếng Mi thâu lại rồi, rõ rồi. Cực thì thôi đi á, mỗi lần thâu phải đánh từng chữ vô cho nó đọc. Bắt đầu nha. Ok, bắt đầu. Các anh chị ready chưa? Không được. Rush. Sorry. Bắt đầu chưa? Ready? Get set. Go. Rush. Đánh đi. Rush. Đâu phải là rush, Rush. đâu phải là rush đâu mà là rush. Thấy không? Không học bài. Fever. Fever. Mình đang nói về bệnh tật, ok? Bệnh tật. Ok. Fever, right? Fever. Insect bite. Insect bite. Insect bite. Chill.
Đánh số đi. Oh, không được viết chữ ra nha. Chỉ đánh số thôi, please. Khi nào tới cái phần mà writing thì các anh chị phải sẽ viết. Ok. No, no, chưa. Bây giờ mới cái phần listening thôi. Sau khi listening, after listening, we're going to write. Ok. So you have a chance to do it. 4-1. Ok. 4-1, nghe chị Miên nói phải không? Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Chill. The next one is chill. Chill có nghĩa là ớn lạnh đó các anh chị. Ok. Yeah, chill. Ok, next one. Đừng có viết chữ ra nha các anh chị, please. Đánh số thôi. Just bring the number. 1, 0, or 5. Okay. Chill. Chill. Black eye. Black. Okay, nói lại cái luật đánh số nè. Thí dụ nó nói rush. Các anh chị nghe mà phải hiểu nha. Chứ nhiều khi các anh chị nghe rush, các anh chị nghe được mà các anh chị không hiểu nó là nghĩa là gì thì phải đánh số 5. Okay. Nghe phải hiểu nha. Nhiều khi mình nghe được cái chữ rush mà không, mình không biết rush nghĩa là gì thì mình phải đánh số 5. Ok. Nghe giờ hiểu luôn. Rush là bị ngứa. Mình nghe rush và mình hiểu đó là ngứa thì mình sẽ đánh số 1. Còn mình không có nghe được gì hết trơn, rush mình không biết viết làm sao, mình không biết chữ đó nghĩa là gì thì mình phải đánh số 0. Ok. Mình không nghe được cái chữ đó, chữ rush, mình nghe ra chữ rush thì mình phải đánh số 0. Ok. Anh chị hiểu luật rồi chứ gì, phải không? Phải không? Say yes đi, please. Yes, cảm ơn. Nhớ nha, mỗi lần chị mi hỏi các anh chị phải say yes hay là no, please. Ok. Rồi, bắt đầu lại nè. Stop. Ok, we're going to start over. Ready? Get set. Go. Rush. 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 Fever. Fever. Insect bite. Insect bite. Insect bite. Chill. 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 Black eye. Black eye. Black eye. Headache. 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 Stomachache. 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 Backache. 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 Toothache. 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 High blood pressure. High blood pressure. High blood pressure. Cold. 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 Sore throat. Sore throat. Sore throat. Sprain. 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 Infection. 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 Broken bone. Broken bone. Broken bone. Cut. 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 Bruise. 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 Burn. 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 Swelling. Swelling. Swelling.
Cough. 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 Dizzy. 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 Vomit. 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 Throw up. Throw up. Throw up. Faint. 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 Unconscious. 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 Injury. 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 Bloodshot. 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 Nausea. 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 Diarrhea. 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 Asthmatic. 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 Diabetic. 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 Epileptic. 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 Running nose. Running nose. Running nose. Cancer. 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 Flu. 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 Constipation. 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 Trachoma. 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 Malaria. Malaria. Pneumonia. 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 Blister inflammation. Blister inflammation. Blister inflammation. Abscess. 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 Appendicitis. 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 Insomnia. 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 Rheumatism. 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 Sinus. 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 Ulcer. 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 Mumps. 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 Chicken pox. Chicken pox. Chicken pox. Tuberculosis. 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 Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Typhoid. 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 Hemorrhoid. 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 Hypotension. 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 Dental caries. Dental caries. Dental caries. Travel sickness. Travel sickness. Travel sickness. Physician. 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 Doctor. 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 Oral hygienist. Oral hygienist. Oral hygienist. Dentist. 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 Attendant. 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 Allergist. 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 Nurse. 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 Cardiologist. 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 Dermatologist.
Dermatologist. Dermatologist. Gynecologist. 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 Plastic surgeon. Plastic surgeon. Plastic surgeon. Psychiatrist. 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 Optometrist. 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 Emergency doctors. Emergency doctors. Emergency doctors. Veterinarian. 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 Pediatrician. 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 Urologist. 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 Radiologist. 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 And specialist. And specialist. And specialist. The end. The end. The end. The end mà còn không biết nữa là rớt rồi, fail hết trơn rồi. Ok các anh chị, số 0 cả đống luôn. Số 0 cả đống luôn, rớt hết trơn rồi. Yeah, rớt quốc tịch luôn rồi. Rớt là khỏi mất gốc phải không? Thi quốc tịch rớt là khỏi mất gốc, khỏi mất công mất gốc phải không? Trở về gốc Việt Nam cho rồi đi, học nước Mỹ chỉ cho nó mệt. Ok các anh chị nghe không được thì làm sao mà viết? Hả? Do you need another week? Hả? Yeah, you feel so bad, right? Do you need another week? Hả? Nghe học được có khi viết được. Không cần viết hả? Bắt buộc phải viết. Ok. Gì mà máy đọc kỳ cục. Khi mà các anh chị có học bài thì nó đọc cái giọng nào các anh chị cũng hiểu hết trơn. Nó rõ mà, thấy không? Sweet lady, người đẹp nói chưa? Thí dụ như các anh chị có học bài nó nói rush, các anh chị cũng hiểu. Rush, cũng hiểu. Rush, cũng hiểu. Rush, cũng hiểu. Phải không? Không có khó nghe đâu, tại các anh chị không học bài thôi. Ok. Yeah, phải nói như vậy, sweet lady. I agree with you. Khi mà mình có học bài thì chữ chữ nào mình có học thì nó nói cách nào mình nghe cũng hiểu hết chưa. Còn khi mà mình không có học thì nó nói cách nào mình cũng nghe không hiểu. Đồng ý không nào? Phải không nào? Right. Còn nếu mà các anh chị mới vô room bữa nay mà các anh chị nghe được là tại vì trước đó các anh chị đã biết cái chữ đó rồi. Không bao giờ mà từ trên trời rớt xuống mà mình biết everything. Right? You have to learn. Phải không nào? Chứ đừng có give me any excuse. Okay? Yeah, Quỳnh Tướng nói kìa. Quỳnh Tướng nói đúng kìa. Yeah, nghe nhầm là tại vì mình học chưa tới. You haven't learned enough. Mình học chưa có đủ. Với chỉ mi một chữ, các anh chị phải nghe, bắt đầu phải biết đọc nè. Phải biết đọc chữ đó ra làm sao. Biết đọc rồi phải phải hiểu nè, cái chữ đó nghĩa là gì. Rồi xong rồi mình nghe được nữa nè. Người ta nói cái chữ đó mình phải hiểu là ô người ta nói cái chữ đó. Rồi kế đó là mình phải biết viết xuống nè. Tại sao mình phải cần biết viết các anh chị? Tại vì nhiều khi mình nói tiếng Mỹ cái accent của mình đó, nó không có rõ ràng, Mỹ nó không hiểu. Không hiểu mình lấy tờ giấy cái viết mình viết xuống.
mình viết xuống mình đưa cho nó coi, right, là nó hiểu liền, đồng ý không nè, thấy không? Rồi khi mà mình nghe được, hiểu được, viết được là mình phải biết nói chuyện về cái vấn đề đó. Một bài là một đề tài đó các anh chị, cái đề tài mình đang học là mình phải biết mình bệnh gì, người nào đó mình dẫn người ta đi bác sĩ, mình nói với bác sĩ ô cái người đó bị cái gì, đã khá như vậy, ok, rồi mình đi bác sĩ nữa, right. Giờ muốn gì nè, nghe không được mà giờ đòi viết làm sao mà viết được, bảo đảm nữa, nghe không được thì làm sao mà viết được. Want to try? I tell you what. I give you 3 more minutes. I mean 3 minutes, okay? To look over the text. And we're going to do the listening again. Do you want to do it? Các anh chị có bài chưa nào? Okay, có bài chưa nào? Có bài chưa? Có anh chị nào không có bài? Bất cứ cái gì mà Tiểu My test các anh chị đều có bài trước rồi. Ok, ai không có bài PM cho Angry Tiger. Rồi Tiểu My cho các anh chị 3 phút nhìn vô bài một lần nữa. Ok, nghĩa là học lại trong vòng 3 phút thôi. Rồi mình sẽ nghe lại cái phần listening trước. Khi nào mà Tiểu My thấy các anh chị có thể pass được á, 50% cũng được, thì mình sẽ qua cái phần viết. Ok, không không biết mở PM hả? You will try your best to do everything I give to you. I give it to you. Okay, tell you what. Bây giờ hơn 50 rồi cô ơi là gì? Ok, bây giờ như vậy. Các anh chị làm theo Tiểu My đi, Tiểu My make sure là các anh chị phải nghe nghe được trước cái đã. I mean 50% of people. Nghĩa là ít nhất là phần nửa người mà post lên mà đúng á, thì mới pass. Ok, cái phần listening chưa có pass, anh đã không có qua cái phần writing. That's my rule. As my father say, you see, he used to say, as long as you're still in my house, you have to listen. I mean, you have to follow my rule. That's what he used to say. Các anh chị trong room của Tiểu My, giờ của Tiểu My thì các anh chị cũng phải theo luật của Tiểu My. Cái phần listening chưa pass thì không có thể qua cái phần writing được. Ok. Rồi làm vậy đi. Ok. I start to count. I give you 3 minutes. Ok. To do it. Sao để lấy? Ai không có bài PM cho Tiểu My? Một cái đề tài mà Tiểu My chia sẻ cho các anh chị á, nó rất là hay. Tiểu My tốn nhiều công phu, công sức, mồ hôi nước mắt soạn một cái bài cho các anh chị học rất là cực khổ. Không có sách vở nào mà có hết trơn nha. Okay. Tự Tiểu My soạn ra đó, suy nghĩ nát óc nặng, đổ mồ hôi nước mắt. Đổ mồ hôi nước mắt ra soạn bài cho các anh chị đó. Yeah, click on my nickname, okay? And they, okay, who? Từ từ nha. Khi mà Tiểu My gửi bài cho các anh chị không có cần reply, thank you, back to me, okay? Để khỏi Tiểu My khỏi mất công mở cái Okay, this one right here. I love you. No, revolver.
Psalm. And next one will be Sukalai, huh? Sukalai, huh? Okay, Sukalai. And next one, Lado, huh? Lado. Lado. And next one, ông nỉ đang đang học mà cứ không lên. Okay. Các anh chị khỏi cần send lời say thank you, okay? Tại tụi mình khỏi mất công mở cái PM ra một lần nữa. Okay, I love you. Sao nhiều anh chị không có bài vậy? Cái bài này mình học gần như 3 tuần rồi đó. Gần như 3 tuần rồi đó. Rồi. Hey, Chưa, I give you 3 minutes from now. Coi là cái bài. Xong rồi mình sẽ qua cái phần list. Mình sẽ nghe lại một lần nữa. Rash là phòng ngứa. Fever là sốt. Insect bite là côn trùng cắn. Chill. Chill, ớn lạnh, black eye, mắt bầm, headache, nhức đầu, stomach ache, đau bụng, back ache, đau lưng, toothache, đau răng, high blood pressure, áp huyết cao, cold, cảm lạnh, sore throat. Thì mình đọc qua một lần cho các anh chị luôn á. Rát cổ, sprain. Trật chương bông gân, infection, bị làm độc, broken bone, gãy xương, cut, bị đứt, đứt tay, đứt chân, đứt gì đó, bruise, bị bầm, burn, bị phỏng, swelling, sưng, cough, ho, dizzy, chóng mặt, vomit, hay là throw up, là nôn mửa, faint, muốn xỉu, unconscious, ngất xỉu, injury, bị thương, bloodshot, đỏ mắt, nausea, là nausea, buồn nôn, diarrhea, tiêu chảy, asthmatic, suyễn, diabetic, tiểu đường, epileptic, yeah, epileptic là động kinh, bị làm kinh, runny nose, chảy nước mũi, cancer, ung thư, flu, sốt, constipation, táo bón, trachoma, đau mắt hột, malaria, bệnh sốt rét, pneumonia, viêm phổi, measles, sỏi, blister inflammation, bị viêm, abscess, bị rỗ, appendicitis, bị ruột thừa, insomnia, mất ngủ, rheumatism, thắt khớp, sinus, son mũi, ulcer, loét, mumps, bị hạch, chicken pox, trái rạ, thì cancer là ung thư, tuberculosis,
Tuberculosis là bệnh lao, cerebrovascular accident là tai biến mạch máu não, typhoid bệnh thương hàn. Cô đọc lại tai biến. Ok, tai biến mạch máu não, cerebrovascular accident. Đó, đọc như vậy. Cerebral, cái cerebral vascular nó hơi dài, các anh chị chia ra làm hai thì đọc nó dễ hơn. Những cái multisyllable đó, những cái multisyllable word đó, những cái chữ mà nó có nhiều âm á, mình không có quen á thì mình phải cắt nó ra làm hai thì mình đọc nó dễ hơn. Chứ các anh chị đừng có nín thở đọc một hơi là nó rất là khó, và nhiều khi mình nuốt chữ luôn. Ok, mình chia nó ra làm hai như vậy. Cerebral stop vascular, anh chị thấy nó dễ không? Rồi mình đọc nhiều lần cho nó quen, rồi từ từ mình đọc nhanh rồi mình ráp nó lại. Cerebral vascular, right? Còn ban đầu thì mình cứ đọc chậm. Cerebral stop vascular, đọc nhiều lần. Cerebral vascular, cerebral vascular, cerebral vascular, right? Mình tập như vậy trước. Rồi khi mà mình quen rồi đó, mình không có nuốt âm được đó, mình không còn nuốt âm nữa thì mình mới ráp nó lại. Cerebral vascular. Ok. Rồi accident. Đó là tai biến mạch máu não. Hemorrhoid là bệnh chỉ. Là bệnh chỉ. And what else? Hypertension. Hypertension. Ok, một cái đó là áp huyết thấp và một cái là áp huyết cao. Cái chữ nó khác nhưng mà mình đọc gần 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 như là giống nhau. Nhưng mà hả, mà thấp thì mình phải để dấu huyền. Tại dấu huyền là nó thấp phải không các anh chị? Còn cao ấy, thì mình để dấu sắc. Anh chị cứ nhớ như vậy. Áp huyết thấp, hypertension, hypertension, hypertension. Còn áp huyết cao thì mình để dấu sắc. Hypertension, hypertension, hypertension. Còn một cái là hypertension. Do you hear the difference? Anh chị nghe khác không? Say yes or no, please. Khổ thì thôi á. Yes, phải không? Nhớ nha, khi Tiểu My hỏi các anh chị phải say yes or no để Tiểu My biết là các anh chị hiểu rồi. Ok. Một cái là thấp, hypertension, và một cái là cao, hypertension. Hypertension, hypertension, cái là hypertension. Ok, đó là áp huyết cao, huyết thấp. Rồi dental caries là sâu răng. Travel sickness là sai sóng hay sai xe hay sai máy bay gì đó. Okay, travel sickness. Physician, physician là bác sĩ hay là doctor. Oral hygienist hay là hygienist. Ở trong cái audio, cái cô đó, cái the speaker đó, she đọc là oral hygienist. Cô đọc như hygienist. Actually nó là oral hygienist hay là hygienist. Okay, hygienist là y tá mà giúp cho ông nha sĩ ở trong phòng chữa răng á. Dentist, nha sĩ. Attendant, nhân viên bệnh viện. Các anh chị theo dõi bài học nha. Ologist, bác sĩ dị ứng. Nurse, y tá. Cardiologist. Cardiologist, yeah, cardiologist là bác sĩ tim. Dermatologist, dermatologist là bác sĩ da. Gynecologist, gynecologist là bác sĩ về phụ nữ. Plastic surgeon, surgeon, bác sĩ thẩm mỹ. Psychiatrist, bác sĩ tâm thần. What else?
optometrists, bác sĩ mắt, emergency doctors, bác sĩ cấp cứu, veterinarian, bác sĩ thú y, pediatrician, bác sĩ thiếu nhi, urologist, bác sĩ nước tiểu, radiologist, bác sĩ X-ray, ENT hay là mình gọi là ENT, specialist doctor là bác sĩ tai mũi họng, veterinarian là bác sĩ thú y. Ok, đó là tất cả các bệnh với các bác sĩ đó. Snow lao sao post cái đó hoài vậy? Veterinarian. Ok rồi chưa? Bây giờ mình nghe lại một lần nữa nha. Bây giờ mình nghe cái audio, ok? You're going to listen to the audio and bring the number for me, okay? Number one, if you understand the whole thing, I mean the word, I mean. And number five, if you understand or you can listen half of it, listen to it, half of it. Yes, that's right. And a part of it. And number zero, that means you don't understand at all. Or you can hear it, or you listen and you don't understand at all. So you have to bring the zero. Ok, rồi bắt đầu nha. Mình làm lại một lần nữa nha. Ok. Lần này Tiểu My hy vọng số 1 nhiều nha. Tiểu My mới pass các anh chị đó. Tiểu My sẽ đếm. Ok. I'm going to count the number. You see how many number 1, how many number 5, or how many number 0. And I will send it to you if you pass or lost. Ok. Không có được ăn gian. Ok. Các anh chị học cho các anh chị nha, chứ không phải học cho Timmy đâu. Ok, ready, get set, go. Rush. 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 Fever. Fever. Insect bite. Insect bite. Insect bite. Chill. 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 Black eye. Black eye. Black eye. Headache. Sao số 1 nhiều quá vậy ta? Stomachache. Backache. Toothache. High blood pressure. Cold. Sore throat. Sprain. Infection. Broken bone. Cut. Bruise. Burn.
Burn. Swelling. 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 Cough. 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 Busy. 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 Vomit. 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 Throw up. Throw up. Throw up. Faint. 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 Unconscious. 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 Injury. 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 Bloodshot. 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 Nausea. 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 Diarrhea. 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 Asthmatic. 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 Diabetic. 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 Epileptic. 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 Running nose. Running nose. Running nose. Cancer. 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 Flu. 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 Constipation. 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 Trachoma. 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 Malaria. Malaria. Pneumonia. 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 List or inflammation. List or inflammation. List or inflammation. Abscess. 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 Appendicitis. 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 Insomnia. 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 Rheumatism. 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 Sinus. 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 Ulcer. 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 Mumps. 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 Chicken pox. Chicken pox. Chicken pox. Tuberculosis. 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 Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. Typhoid. 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 Hemorrhoid. 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 Hypotension. 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 Dental caries. Dental caries. Travel sickness. Travel sickness. Travel sickness. Physician. 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 Doctor. 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 Oral hygienist. Oral hygienist. Oral hygienist. Dentist. 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 Attendant. 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 Allergist. 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 Nurse. Nurse. Nurse.
Cardiologist. 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 Dermatologist. 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 Gynecologist. 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 Plastic surgeon. Plastic surgeon. Plastic surgeon. Psychiatrist. 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 Optometrist. 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 Emergency doctors. Emergency doctors. Emergency doctors. Veterinarian. 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 Pediatrician. 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 Urologist. 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 Radiologist. 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 And specialist. And specialist. And specialist. The end. The end. The end. How's that? Chị cảm thấy thế nào? Are you satisfied? Khá hơn rồi hả? Okay, bây giờ có ready for writing? Khó hơn hồi nãy một chút xíu thôi phải không? Nghe chưa được thì làm sao mà viết được? Okay, I tell you what. I'm going to give you one more week for the writing. You like it? Huh? Anh chị có cần thêm một tuần nữa để tập viết không? Chứ bây giờ tụi mình biết chắc chắn các anh chị viết không nổi rồi đó. Chịu không nào? Answer me please. Yes or no? No. Giờ sợ đọc còn chưa được nữa. Giờ sợ đọc còn chưa nổi nữa. No, you got to listen to the audio again, and whatever she say, you have to write down. Nghĩa là các anh chị sẽ nghe lại cái audio tape xong rồi cô nói cái gì các anh chị phải viết xuống. Ví dụ cô nói rush thì các anh chị phải viết rush without looking. Phải mà. Bây giờ như vậy, ok. Bây giờ đó, các anh chị mở cái Skype ra đi. Thì mình make sure các anh chị đọc, coi đọc trúng không đã. Thường thường á, mình đọc được, mình mới nghe được. Và mình nghe được, rồi mình mới viết được. Đồng ý không nào? À, đọc chậm cũng được. Khi mà cái phần tập đọc đó, đọc reading khác, còn speaking khác nha các anh chị. Khi mà cái phần mà tập đọc thì các anh chị phải đọc chậm rãi từng chữ. Ok. Còn cái phần speaking thì các anh chị có thể các anh chị nói nhanh. Khi mà nói đó, các anh chị tập phải nói nhanh chứ không được nói chậm. Tại vì nếu mà các anh chị cứ nói chậm, các anh chị quen rồi, đến chị các anh chị nghe Mỹ nó nói hay là các anh chị nghe bất cứ ở đâu các anh chị nghe không nổi. Chị đồng ý không nào? Nói rất là nhanh chứ nó không có nói chậm chậm như mình đâu. Ví dụ các anh chị vô gặp bác sĩ, các anh chị nói vô văn phòng bác sĩ, các anh chị có thể nói I would like to make an appointment to see Dr. Nguyễn. Mình có nói vậy không? No way. Đúng không? Chị đâu có nói chậm chậm như vậy. I would like to make an appointment.
To see Dr. Nguyễn, please. Thấy không? Thế chị nói như vậy. Right? And khi mình speaking á, khi mình nói thì các anh chị phải nói nhanh. Thế tập nói, muốn tập nói nhanh bằng cách nào? Mình phải học thuộc lòng thôi. And chứ không phải là and. And, and là một đó, and. Yeah, I would like to make an appointment to see Dr. Nguyễn, please. Các anh chị mà đòi hỏi, yêu cầu một điều gì nhớ, nhớ nói chữ please, okay? Bên Mỹ này họ rất là lịch sự. Please, could you please do it for me? Okay, đại khái như vậy. Bây giờ mình, các anh chị thử tập đọc trước coi. Với chữ mi á, biết không? Chữ mi make sure là thà là mình học chậm, học ít, mà mình học cái đề tài nào mình phải nắm vững cái đề tài đó. Okay. What would you like to help? Tối nay bạn dùng món gì thì nói bằng tiếng Anh. Yeah, hỏi như vậy đó. What did you have to, I mean, what will you have? Cái chữ have có mình phải hiểu là ăn hay là uống. Okay. What will you have for dinner tonight? What will you have for dinner tonight? What would you like to have? Có nghĩa là bạn muốn ăn cái gì? Nhiều khi mình đừng có dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ một cách trắng trợn. Yeah, what would you have for dinner tonight? Mình dùng chữ good, nó hay hơn chữ will, okay? Cái như vậy. Gì không vậy mọi người? Các anh chị hiểu cho mình nói phải không? Thay vì mình nói what would you eat today for dinner tonight, mình không nói như vậy. What would you have for dinner tonight? Right? And các anh chị một chuyện nữa, khi mà mình nói các anh chị ráng nói cái đó, các anh chị thấy cái cô speaker đó, người speaker họ đọc rất là rõ cái âm cuối phải không các anh chị? Right. Ok, bây giờ đó, các anh chị mở cái Skype đi, để mình make sure các anh chị biết đọc. Tại vì mình đọc được, mình mới hiểu. Mình hiểu được, mình mới viết được. Thấy? Ok. Mở Skype ra đi. Rồi các anh chị sẽ gọi vô, để mình sẽ post lên. Để các anh chị đọc. Tại tiếng Mi biết cái bài này có nhiều anh chị chưa có học, phải không? Let me open the Skype first. Where is it? Where is my Skype? Mất cái Skype rồi. Ủa, không lẽ mình delete nó rồi sao ta? Where is it? Open. Mất tiêu rồi. Ok. Các anh chị có Skype chưa? Các anh chị có download cái Skype ở trong computer chưa? I think it's... Ủa không lẽ mình delete nó rồi ta? Tiểu Mi 7 in the banner, on the banner, you can see it. Okay, let me Skype. Skype download. Okay. Okay, give me a minute
had to download it, my Skype. Because often you like next. Okay, just take a second. Install now. And let's take how long to run. No. I agree this. Continue. What? What are you doing? I hate this one. Cancel it. Yes. Okay, it take a few minutes to to finish this. Ok, các anh chị coi lại cái bài đi. Ok, coi lại cái bài. Rồi, you want to call me in Skype and take up, get on the mic and read it, ok? 7 and, what is my password? Try again. No. Stop this password. When the password is yes, right, deploy. Đọc thì gọi vô. Yeah, bài bệnh nó ok, bài bệnh nó. Bài bệnh nó. Tumi 7, my nickname in Sky is Tumi 7. You can see it on the banner. Ok, cái nick của Tiểu My ở trong Sky đó là Tiểu My 7. Các anh chị nhìn lên trên cái banner, các anh chị sẽ thấy. Ok. Rồi, bây giờ ai muốn đọc bài thì gọi vô. Tiểu My sẽ post ra cho các anh chị. Whatever I post is... I post... Oh my god, chua cái mỏ. Có cái tiếng Việt ở trong này rồi, thôi kể đi. Hy vọng được. Chết rồi, không được rồi. Họ có đau không? Đợi tí xíu, đợi tí xíu. Quốc Hồng PM me ok. Để coi có ốp nào trong room không. Có anh chị nào đeo ốp được không nào? Này phải không lên với cô hạ cáp mới được. Có anh chị nào có ốp không? Yes, Maria, that's my name. Có anh chị nào có ốp, đeo ốp cho Tumi đi, please. Để post bài ra dùm Tumi, please. Thank you.
Okay, give me a second, okay? Let me delete all the Vietnamese word first. Okay, now okay, in the title you call back, and could you read this please? Rash, fever, insect bite. Chill, black eye, headache, stomachache, backache, toothache, high blood pressure, cold, short throat, spring. Okay, wait a minute. Insect bite. Nhớ có cái ending sao nha. Insect bite. Yeah, bite. Nếu không thì bite. Mình đọc ra cái chữ bite này không đúng, ok? Bite. Bite. Right. Còn cái này đó, head, right? Head. Trời, giờ phải trở lại cái. Cái này thì mình sẽ đọc lại. Không có cái chờ ở phía sau nha, không có cái chờ. Tại chữ CH ở phía sau nó ra cái âm K. Và cái âm Y á, không có đọc. Thành ra mình sẽ đọc là headache. Ok? Headache. Right, chứ không có phải là headache. Không phải là CH nha, mà là K. Headache. Stomach. Headache. Yeah, stomach. Cái stomach cũng vậy, không có đọc cái âm CH. Ok? Cái chữ max này đó thì nó sẽ bằng là cái stomach ache. Stomach ache. Right, cái stomach ache. Cái back ache. Yeah, back ache. Back ache. Không có chữ, không có cái âm CH. Cái back ache. Back ache. Right, that's good enough. And could you repeat one more time? I mean, start over and read one more time. Rash, fever, insect, bite, chill, không có bad S, eye. Không có S nha, bite. Bite. Right. Insect, bite. Mm-hmm. Chill, black eye. Chill. Headache. Chill. Chill. Cong lưỡi lên. Chill. Cong lưỡi lên phía sau nó ra cái âm L. Chill. Chill. Right. Black eye. Headache. Stomachache. Backache. Toothache. High blood pressure. Cold. Short. Sore throat. Spring. Okay, cái sore. Sore. Không có đọc âm y phía sau. Sore. Chứ không phải là sore nha. Sore. Sore. So.
chữ D, throw. Cái âm TH phải le lưỡi ra, đọc thành âm T đó mà phải le lưỡi, throat. Throat. Yeah, throat. Throat. Rồi cái chữ kế là sprain. Sprain. Mình đọc cái này rồi mình xuống âm T, rồi mình mới lên âm T. And yeah, xuống âm N chứ, I'm sorry. Đọc như vậy, okay. Rồi mình mới kéo âm N. Sprain. Sprain. Right, như vậy đó, okay. Chứ không phải là sprain nha, không phải là sprain, mà nó là sprain, okay. Chill có nghĩa là bị ớn lạnh. Black eye có nghĩa là bị người ta đánh bậm mắt. Okay. Right, that's good enough. Thank you. Thank you, Tiger. Cảm ơn cô Thúy Mai. Yeah, you're welcome. Yeah. Rồi, các anh chị nào khác? Hôm nay chỉ cần 3 người thôi, okay, không nhiều. Chị nào khác gọi vô đi please, phải đọc được rồi mới cubonium, right? Cubon bon bon hiểm gì đó, cubon hiểm. Okay, could you read this please? Đọc đi cubonium. Cubon you? Cubon you, hả? Huh? I'm sorry. No, you say your nickname is Cuban Helm. Okay, read this anyway. Cuban you or Cuban Helm, you know, whatever. I accept it, I buy it. Okay, now read please. Can you hear me? Yeah, yes, I'm sorry. Yeah. Now, could you read this, please? Did you see the text? Yeah, the line not good. I didn't hear you say it. Can you say again? Can you say it again? Yeah, I like to read this. Okay, these words. I will post this for you, okay? Yes. Can you see it now? Yeah. Okay, so now, could you read this, please? Đọc đi, please. I don't know. I không biết đọc gì ạ. Is it the first time you're in this room with me? Phải không? Mấy lần đầu tiên vô cái room này phải không? Huh? Yeah, vâng rồi, đúng ạ. Yeah. Yes, the first time. That's why you don't know what's going on. Okay, cái room này đó mình sẽ học từng cái đề tài. Hôm nay là mình học về đề tài về bệnh tật chứ đi bác sĩ. Và đây là những cái chứng bệnh mình cần phải biết khi mà mình đi bác sĩ, yeah. Mình nói với bác sĩ mình bệnh gì, đã khá như vậy. Yeah. So, do you know how to read this? Oh, wait. Yes, I'm ready. So, do it then, please. Didn't. Oh, you didn't know? You don't know how to read this? Don't you? I mean, do you? Okay. Yeah, it's okay. I'm sorry, my English not good. I don't understand you say. You don't understand. And this topic is very difficult. I don't know some units. Okay, it's okay. I accept it then. So, okay, yeah. Just drop your hand, drop the Skype, then you're going to sit out and listen to someone else to read this, okay? Okay. Yes.
Thank you so much anyway. Yes, thank you, Miss. Okay, you're very welcome. Khi nào gọi vô nữa không? Còn chị nào gọi vô nữa không? Chán. Ok, bây giờ các anh chị có muốn đọc không hay là muốn làm gì khác hả? Talk anything. No. I don't want to do it. Okay. Sorry. Tí mi muốn các anh chị phải học bài. I mean phải học những cái bài mà tí mi chia sẻ với các anh chị. Okay. Còn nói chuyện thì trời có nhiều thầy cô khác. Có giờ cho các anh chị nói chuyện tha hồ. Mà nói nhỏ này cho nghe này nha. Có nhiều người nói trật lớn. Sorry to say that. Ok, Linh Linh. Các anh chị, những cái bài Tiểu My cho các anh chị đó, chia sẻ các anh chị tập bắt trước. Nói trong những cái bài học mà Tiểu My soạn đó, thì nó đúng hơn. Ok. Tại vì mình muốn nói tiếng Mỹ có nghĩa là mình phải bắt chước những cái câu nói của người ta, những câu nói đúng của người ta lại thái như vậy. Ok, Linh Linh. Yes. Linh Linh, you making too much noise. You're making too much noise. Em không nghe được rõ lắm thôi. Nghe nhưng mà nó ồn quá. Kìa, bên em nghe cũng đứt quãng. Nghe nhưng mà nó ồn quá. Yes. Okay, you drop the mic. Okay, I tell you what. Tiếng không có muốn mình spend more time for the reading anymore. Okay, tại vì mình đã có cái giờ tập đọc rồi. Cái bài này mình đã có cái giờ tập đọc rồi. Bây giờ đó thì mình cho các anh chị thêm một tuần nữa. Ok. Các anh chị về coi lại cái bài này. Chữ nào mà các anh chị nghĩ là các anh chị không biết viết, cái bệnh nào mà các anh chị không biết viết xuống, thì các anh chị phải viết cái bệnh đó 10 lần. Ít nhất là 10 lần. Ví dụ như cái bệnh khó nhất là cái bệnh mà bệnh gì ta? Bệnh cái bệnh gì mà khó nhất á, quên rồi. Bệnh gì mà accident á? Cerebrovascular accident á. Phải không? Cái bệnh đó là bệnh khó nhất, phải không? Thì mình phải viết xuống 10 lần. Ok. Viết xuống 10 lần cái bệnh đó. Dạ, tai biến mạch máu não gì đó. Ok. Mình viết xuống cái bệnh đó 10 lần. Ví dụ như mình sẽ viết là cerebral. Viết quá. Rồi. Bị gì rồi? Cerebral. Mình viết như vậy đó. Rồi mình viết là vascular. Vascular. Ok. Đó, mình viết từng chữ như vậy đó. Ít nhất là 10 lần thì các anh chị sẽ biết viết. Yeah, I miss the accident too. Ok. Viết đi viết lại hoài như vậy. Right. Đó, một tuần lễ thì các anh chị làm chuyện này. Ok. Coi lại cái bài. Nhất là những cái tên của bác sĩ đó, nó rất là khó. I mean những cái bác sĩ đó, optometrist, mình không biết viết chữ đó thì mình phải viết xuống chữ đó 10 lần. Ok. Cho em giờ không xem lại được. You close this. You close the PM window. Phải không, Dean? Phải không? Dean đã đóng rồi, phải không? Đóng cái window PM với Tiểu My rồi, phải không? Right. Dean đó. Okay. Let me close this one first. Then I reopen and I will pass to you.
blessing each. Ok, Đinh, tụi mình sẽ PM lại cho Đinh cái bài học nha. Cái bài đó nha. PM me then, Quốc Hùng. Đinh. Rồi làm gì nha các anh chị? Các anh chị có một tuần lễ để tập viết cái bài này lợi, viết những cái bệnh với bác sĩ á, lợi. Rồi tuần sau mình sẽ viết, ok. Bây giờ mình sẽ học qua cái phần đi bác sĩ, đi khám bác sĩ, ok. Chịu không? Hay là mình ngưng ở đây? Nhiều quá không? Nhiều hôm gục cho các anh chị quá không? Let's see. Sao phải là đông sao quên vậy? English beginner, tụi mày thấy ở trong room tụi mày hoài mà. Thấy không? Bài học trường không biết học tuần sau đó, ngày thứ tư á, thì tuần sau vào ngày thứ tư, today is what? Today is Thursday, right? Phải không? Hôm nay là thứ năm phải không? Hôm nay thứ mấy các anh chị? Dạ nhiều quá quên mất trời đất rồi. Hôm nay thứ năm hay thứ tư quên rồi. Hôm qua dạy nhà thờ, hôm nay dạy nhà thờ. Dạ hôm nay thứ tư. Dạ hôm nay thứ tư. Tuần sau đó thứ tư á, các anh chị vào room này rồi mình sẽ qua cái phần viết thế. Nha, qua cái phần viết cái bài này. Chịu không nào? Bây giờ mình sẽ học cái bài đi thi đi bác sĩ. Wow, 11,000. Chịu không nào hả? Hay là mình nghỉ bây giờ cho nó khỏe? Hả? Okay, what? Okay, okay, what? Okay, yes hay là okay, no? Continue. Ok, học tiếp. Mà học nhiều quá, các anh chị không học bài thì cũng như không thôi. Keep on studying. Keep on studying. Cái bài đó đâu mất tiêu rồi. Injury, go to the doctor. Ok, bây giờ mình sẽ học bài at the doctor, là đi bác sĩ, okay. At the doctor, đây là bài mới. Và một cái bài mới thì mình cái phần tập đọc là phần đầu tiên, phải không các anh chị? Khi mà các anh chị bị bệnh, các anh chị làm gì nè? Bây giờ mình biết là mình bị bệnh mất ngủ đi, các anh chị làm gì nè? Hả? Làm gì? Uống thuốc, uống thuốc cũng không hết luôn. Thì mình làm gì nào? Hả? Uống thuốc, take some pills hay là take medicine, right? Nhưng mà cũng không hết luôn. Mình đang học cách đi bác sĩ mà. Hả? Yeah, go to see the doctor, right?
go to see the doctor. Rồi, nhưng mà mình muốn gặp ông bác sĩ mình phải làm gì nào? Cái gì nghĩa Nguyễn? Drink beer hả? Mà mình muốn gặp ông bác sĩ mình phải làm gì? Không lẽ mình sòng sọc mình đi lại nhà ông ta hay là đi lại office của ông ta hả? Yeah, mình phải make a appointment, phải không? Không có cần register mà phải gọi là phải make appointment. Rồi làm sao mình make appointment? Hả? Yeah, make an appointment. Mình make an appointment bằng cách nào? Với Tiểu My là Tiểu My dẫn các anh chị đi từng step, ok? Giống như con nít vậy đó. Ok? Giống như con nít vậy đó. Nấu ăn rồi nghiền nát rồi đút ăn luôn. Ok? Nghiền nát là chỉ cần hả miệng ra nuốt chọng thôi, khỏi cần nhai luôn nữa. Send an email. Yeah, you have to make a call, a phone call, right? You have to make a phone call. Mình không có cần gì đi lại tới 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 văn phòng của ông bác sĩ, mình ở nhà mình gọi điện thoại được rồi. Đồng ý không nè? Call yourself. Doctor là gì? Không có cần nó call yourself. Meet directly hả? Yeah, mình chỉ cần ở nhà mình gọi điện thoại. Các anh chị biết bác sĩ bệnh tim gọi làm sao, bác sĩ phổi gọi làm sao, bác sĩ X-ray gọi làm sao, bác sĩ gia đình gọi làm nói làm sao, phải không? Mình chỉ cần dở cái cuốn điện thoại hay là mình Google nó, mình kiếm coi bác sĩ tâm thần địa chỉ số điện thoại ở đâu, rồi mình lấy cái số điện thoại đó mình gọi nó để mình make an appointment, right? Ở nhà mình làm chuyện đó, mình không có cần. Nhiều khi các anh chị đi tới nó không có accept, nó không có accept cái working work in đó. Nhiều khi cái ngày đó họ bệnh nhân đã y tá, I mean cái receptionist đã, nó đã book hết rồi, không còn giờ cho mình nữa, không còn giờ cho working patient nữa. Work in patient là gì các anh chị? Nóng quá trời, cứ giận hết rồi. Là gì? Trời, chuẩn bị tắt cái hết cái nè, chắc chết quá. Ở trong nhà giận hết. Quên patient là tại vì nó đang lạnh á, thành ra phải mở heat. Ok, nó đang lạnh thì nó mở heat. Walk in patient có nghĩa là mình không có make appointment. Ok, mình không có make appointment, mình chỉ đi thẳng lại văn phòng bác sĩ, gọi là walk in. Gọi là walk in patient. Các anh chị hiểu không? Walk in là đi vô, okay? Đi vô.
Đó, cách nghĩa đó. Cách nghĩa đó. Thí dụ như ở bên này, cái nghề mà làm móng tay móng chân rất là thông dụng, rất là nhiều người làm. Okay. Thì thay vì mình gọi vô mình make appointment, mình nói ô 2 giờ tôi lợi tôi làm móng tay nhá. Thấy như vậy. Nhưng mà mình không có make appointment, mình không có lấy hẹn trước, mình đi thẳng lợi chỗ đó luôn, gọi là walk in. Okay. Chị hiểu rồi phải không? Có nghĩa là mình không có lấy hẹn mà mình đi thẳng vô vô chỗ đó luôn. Văn phòng bác sĩ, văn phòng nha sĩ hay là tiệm nail hay là cái gì đó, ok. We don't accept walk-in patient. Chúng tôi không nhận những cái bệnh nhân mà walk in, chúng tôi chỉ nhận những cái appointment thôi. You have to make an appointment first, okay? Thấy như vậy gọi là walk in patient. Right. Rồi bây giờ trở lại bài nè. Khi mà các anh chị bị bệnh, trước nhất là các anh chị kiếm cái số điện thoại của ông bác sĩ đó. Và kiếm được cái số điện thoại rồi đó thì các anh chị chỉ ở nhà, các anh chị nhấc điện thoại lên gọi vô văn phòng bác sĩ, nói ồ tôi muốn có một cái hẹn để gặp bác sĩ. Thấy như vậy. Ok. Rồi cái cô mà receptionist cũng sẽ hỏi mình ồ này đại kia, hỏi cái này cái kia cái nọ, rồi mình make được cái appointment rồi ngày giờ đó mình sẽ đi tới văn phòng bác sĩ, phải không? Right. Đó là những cái routine mình phải làm. Ok, bắt đầu nha. Đó là cái bài này mình sẽ học như vậy. Ok. Hiểu không nào? Yeah, on the website or wherever you could. Thứ nhất là cái phần tập đọc. Cái bài này tập đọc rất là dễ. Ok. Anh chị ai cũng có thể đọc được hết trơn. Bắt đầu. Let me see. Ask the doctor. Making an appointment. Appointment. Không phải appointment. Cái chữ appointment hơi khó đọc một chút xíu. Oin. Giống như con heo nó kêu oing oing oing, right? Rồi thêm chữ t vô oing, ok. Rồi thêm chữ p vô. Thường thường mình nắm cái nguyên âm mình đọc trước rồi mình mới ráp vô những cái phụ âm, thì đây là cái cách dễ đọc nhất. Còn nói luật thì Tiểu My không biết luật, ok. Đây là cái cách mà Tiểu My học cách phát âm oing oing, cái âm n phải xuống giọng mũi oing, right? Oint, rồi oint, oint. Ok, rồi mới thêm âm p vô, point. Appointment, appointment. Ok, ment. Anh chị ráng đọc cái ending sau nha. Có nhiều người nó không cần đọc cái ending sau. No. Giống như hồi nãy cái chữ bite. Cái âm y không đọc. Okay, nếu mà các anh chị không đọc là bite thì nó sẽ ra cái chữ này. Phải không các anh chị? Right. Right. Oing xuống giọng mũi âm n oing. Rồi thêm âm t oint. Rồi bỏ cái âm p vô point. Cái chữ make cái nhiều người đọc không được. Các anh chị đọc chữ này trước cake. Nó hơi cứng nha, cái âm k nó hơi cứng cái hàm cake. Rồi nó trùng âm rhythm là make. Take. Kéo dài cái miệng đánh cái âm k phía sau cake. Make.
and take, kéo dài cái miệng ra sẽ đọc đúng. Khi một lần nữa, at the doctor, making an appointment. Okay, next one. Mình đọc ba 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 câu một lần nha. Ring, ring, ring. Mình ở nhà mình gọi điện thoại đó. Ring, ring, ring. Điện thoại nó rang. Okay. Hello. Cái cô receptionist cô sẽ nói, Dr. Smith office. Ring. Ring and ringer, phải không các anh chị? Ring, ring, ring. Hello, hello. Chứ không phải hello nha các anh chị. Hello, hello. Hello, Dr. Smith, Smith. Có âm th ở phía sau. Các anh chị phải đánh cái âm th ra bằng cách la lưỡi ra, thảy nó ra. Smith. Ok, la lưỡi cắn răng, thảy, thảy cái âm th ra. Smith. Office. Cái CE ở phía sau đọc thành âm S. Okay. Office. Hello, Dr. Smith office. Right. Đó là cái cô receptionist cô nói như vậy á. Okay, rồi mình sẽ trả lời. What should we do now? Okay, we're practicing how to see a doctor. Okay, không có post ra được. Ờ, cái con chuột có biết không? Cái con chuột á mà tiểu mi mà để sai cái để sai đó thì nó kêu như vậy, nó cự liền á, để sai chỗ đó. Oh no. Oh, yeah, this one. Yeah, đó là câu thứ ba. Like Dr. Smith. Khi mà các anh chị lên cầm mic, các anh chị cũng phải đọc chậm rãi như vậy nha. Mình phải biết mình đọc chữ nào nó sai. Okay. Hello, I'd like to make an appointment to see Dr. Smith. Okay, ba câu, phải không? Ba câu. Give me full, I mean, can you keep full post by yet in here, please? Copy. Oh, oh, I hate it. Last one. Let me squeeze it close. Nó hơi chậm tí xíu nha các anh chị. Tại nhiều khi chúng mình không có post the whole thing được. Thấy không? Không được rồi. What's wrong right here? Ghét quá. Mỗi cái giờ của chúng mình không có up phụ chữ gì hết trơn. Yeah, finally. At the doctor, making an appointment. Ring, ring, ring. Hello, Dr. Smith office. Hello, I'd like to make an appointment to see Dr. Smith.
Rồi các anh chị gọi vô đi please. Ai? Ai giờ đó? Okay, I'd. Mình đọc rõ ra như vậy và đọc nhiều lần. Rồi càng ngày mình càng đọc nhanh 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 rồi mình đánh cái âm đó ra thôi. I'd, 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 I'd. You hear the last one? I started the D right there. Right? Đó là cái cách mà các anh chị đọc cái âm cuối. Ok. Ok, Henry Tyler. Các anh chị gọi vô, các anh chị phải giơ tay nha, please. Anh cho công bình. Ok, now Henry Tyler, could you read this, please? Yes. At the doctor making an appointment. And chứ không phải là an appointment. Ring, ring, ring. Hello, Dr. Smith's office. Hello, I'd like to make an appointment to see Dr. Smith. Okay, that's pretty good. And thank you very much. Who else? Thank you, Dr. Smith. Yeah, you're very welcome. Thank you. Can you hear me? Okay, then no answer. Các anh chị không đọc hả? Không chịu đọc hả? Hả? Các anh chị không chịu đọc hả? Vậy nhảy lên giường ngủ nha. Okay. Mình nhảy lên giường ngủ nha. No answer. So call me then, please. Number two. Okay.
So call me in Skype then. Thì mình nói tiếng bồi. Don't play with my face, okay? Đừng có giỡn mặt với bổn cô nương nha. Don't play with my face. That's what my brother he said. Okay, he yelled at his children and his Bây giờ các anh chị nghe rõ rồi phải không? Now you can hear me clearly and loudly, right? Yes. Ok, các anh chị gọi vô đi, dễ quá mà. Các anh chị gọi vô đi. Mấy chữ này các anh chị đọc được hết trơn mà. Power talk has some problems. Ok, bây giờ các anh chị nào giơ tay gọi vô đi. Hà Tùng Linh, Helen Phạm, Angry Tiger and Sweet Lady. Sweet Lady. Nghe mà. Why can't you come? Yeah, nghe mà. Okay, we move to the next one. Okay, không gọi vô thì mình đọc cái mới. What's your name? Your name. Các anh chị nhớ đọc cái ending sau nha. Your, chứ không phải do nha, không phải do. Your đó. What's your name? Cái âm em and âm en xuống giọng mũi. Name, name. My name is Stephen Anderson. Stephen Anderson. Hình như ai giật mic của Timmy hoài phải không?
Thấy không? Anh chị. Có mà. Đây là tại vì cái computer của Timmy nó tới giờ hấp rồi, phải không? Tới giờ hấp rồi. Người ta còn bị hấp không hầu gì nó. Okay, one more time. What's your name? My name is Steven Anderson. Oh, wait a minute, please. Could you come at 3 o'clock today? Today. Today. Chứ không phải today nha. Today. Okay, can you gọi vô đi, please? Khi mà mình gọi vô đó, mình nói là tôi muốn làm một cái hẹn để gặp bác sĩ Smith, thì cái cô receptionist cô sẽ nói tên bạn là gì? Ờ, tên tôi là Steven Anderson, hay là tên tôi là Maria Nguyễn, là khó vậy. Rồi cô sẽ nói là đợi một chút nha. Cô nói gì đó, đợi một chút nha, để cô check lại trong con trong cái book, cái cuốn sổ của cổ đó, coi coi có thể lấy hẹn lúc mấy giờ, đại khái như vậy, có chỗ trống hay không. Sau khi cổ check thì cổ nói là bạn có thể tới lúc 3 giờ chiều nay không, phải như vậy. Bạn có thể tới lúc 3 giờ chiều nay hay không, đấy không. Lúc mà các anh chị tập đọc, các anh chị không có cần đọc lên giọng xuống giọng, các anh chị chỉ đọc rõ từng chữ thôi, khi đọc rõ từng chữ để coi coi chữ nào mình đọc sai. Nhưng mà trong khi mà các anh chị nói chuyện đó, speaking á, thì các anh chị sẽ lên giọng xuống giọng, đọc nhanh và lên giọng xuống giọng, đó là cái phần cuối cùng. Ok. Rồi, any tiger? Yes. Could you read this please? What's your name? My name is Steven Anderson. Anderson, chứ không phải Sơn nha. Anderson. Sơn. Anderson. Right, chứ không phải Sơn nha. Anderson. Anderson. Chữ S, mình đọc thành chữ X của tiếng Việt á. Anderson. 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 Thấy không? Cái này mới là she. 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 Yeah, she. Đọc thành chữ X của tiếng Việt. Ok. Rồi Anderson. Anderson. Yeah, chứ không phải Sơn nha. Sơn. Anderson. Anderson. And go on please. Chứ không phải u. Không phải u mà u. Okay, go on please. Wait a minute, please. Could I come at 3 o'clock today? Yeah, today đó, chứ không phải today nha, today. Today. Right. Today. Okay. One more time, please. What's your name? My name is Steven Anderson. Ooh, wait a minute, please. Could you come at 3 o'clock today? Ok, các anh chị thấy mỗi lần mình mở miệng ra, mình request hay là mình hỏi người ta một cái vấn đề gì để có Hello, cái sự... Cô nghe không? Nghe. Ok, that's good enough. And thank you very much. Khi các anh chị đọc xong rồi drop cái mic dùm tụi mình nha, hay là log out Skype để cho nó không có bị ồn. Ok.
Anh chị mỗi lần các anh chị vô Skype nó ồn thì thôi á. Nghe nhỏ hả? Hà Tùng Linh nãy giờ chị mới gọi Hà Tùng Linh mấy lần luôn á. Ok. Ok, cảm ơn Angry Tiger. Ok, các anh chị thấy không? Mỗi lần mình mở miệng ra mình yêu cầu người người ta làm cái chuyện gì đó. Ồn quá. Mỗi lần mà người ta mỗi lần ai gọi cũng được nhưng mà các anh chị phải giơ tay please. Mỗi lần mà các anh chị... Oh my God. Oh my God. Hải Nguyễn ồn quá. Các anh chị còn nghe Tiểu My nói không vậy? Hả? Kick him hả? Wait a minute. Yeah, hay là wait a minute cũng được. Okay. Cái chữ T của tiếng Mỹ ấy, thường thường đọc thành chữ D của tiếng Việt. Cái chữ T á không phải của tiếng Mỹ mà người người Mỹ ưa đọc thành chữ D đó các anh chị. Wait a minute hay là wait a minute cũng được. Các anh chị thấy cái câu mà could you please? Could you come đó, could you come? Khi mà mình mở miệng ra mình yêu cầu người ta làm chuyện gì đó hay là mình đòi hỏi một chuyện gì from cái người nào đó đó, mình nên dùng chữ could hay là chữ would, nó lịch sự hơn hơn là dùng chữ can. Anh chị nhớ điều này nha, nhất là nói chuyện với người lớn tuổi hay là nói chuyện với ông boss của mình hay là những cái người mà mình respect đó, thì mình nên dùng chữ could hay là chữ would. Okay. Could đó là khi nào là chưa có chắc chắn là họ có thể làm được chuyện đó hay không thì mình nên dùng chữ could. Còn chữ would đó là mình nghĩ là người ta sẽ làm được chuyện đó cho mình thì mình dùng chữ would. Okay, would you like open the door for me please? Ví dụ mình đang ở trong tiệm, mình đi ra mình khiêng một món đồ nặng, mình thấy cái người đó đi vô hay là thấy cái người đứng sau lưng của mình, mình sẽ nói là would you please. Okay. Các anh chị ồn quá đi mất. Cái này Việt Nam rạc mà. Thủ phạm là Angry Tiger. Thủ phạm là Angry Tiger. Okay, who else? Chết rồi. Chị mình nhấn lộn rồi. Angry mà, tiger mà, con cọp mà giận lên mà. Right? Okay, chị mình lặp lại nè. Các anh chị thấy could you come? Mình mở miệng ra, mình yêu cầu hay là mình đòi hỏi một sự gì đó, mình nên dùng chữ could hay là chữ would. Nó lịch sự hơn là chữ can. Chữ could có nghĩa là mình chưa có biết chắc là cái người đó có thể làm được chuyện đó cho mình hay không thì mình dùng chữ could. Còn chữ would đó là mình nghĩ là cái người đó sẽ làm chuyện đó cho mình thì mình dùng chữ would. Okay. Ví dụ như là mình may thường thường là may I chứ không phải là may you. Angry Tiger đừng có lộn nha. May you go with me có nghĩa là bạn hỏi vợ của bạn coi bạn được phép đi với tôi hay không. Đó, cái câu đó nghĩa là như vậy. Có bao giờ nói như vậy không? Okay. You đó thì phải là could hay là would. Còn I đó thì mình dùng chữ may. Nó lịch sự. Okay. Chữ would có nghĩa là mình nghĩ là cái người đó sẽ làm cái chuyện đó cho mình. At least là 90%, 90%. Ví dụ mình khiêng một món đồ nặng thiệt là nặng từ trong tiệm đi ra, làm sao mình mở cửa được? Thì mình thấy cái người đứng sau lưng của mình. Thấy không? Mình dây lại mình nói, would you please open the door for me? Right?
hay là would you open the door for me, right? Thì chắc chắn là không lẽ cái người đó không làm cho mình, phải không? Dĩ nhiên rồi, họ mở cửa liền. Thành ra lúc đó mình sẽ dùng chữ would, okay? Anh chị hiểu không? Thành ra khi nào mình dùng good and khi nào mình dùng could, okay? Could đó là mình không có chắc là cái người đó sẽ làm được chuyện đó không? So đây cái câu các anh chị thấy could you come at 3 o'clock tonight? I mean today. Today, phải không? Bạn có thể tới lúc 3 giờ được hay không? Thành ra mình đâu có biết là cái người này tới lúc 3 giờ được hay không? Không chừng là họ bận 3 giờ rồi làm sao? Họ không có thể tới được làm sao, thành ra mình dùng chữ could. Right? Còn would you open the door for me, please? Là chắc chắn mình biết cái người đó phải mở cửa cho mình. Okay? Chữ can, chữ could, chữ would, chữ may thì tiếng Mỹ mới cắt nghĩa đó. Chữ can là nói chuyện một cách bình thường thôi. Không hẳn là không có lịch sự mà mình có quyền mình dùng chữ can khi mà mình nói chuyện với một cái người lạ. Ví dụ mình vô mình order cái McDonald's, cái hamburger at McDonald's, thì mình có thể mình dùng chữ can, mình không có cần dùng chữ could. Các anh chị hiểu không? May thì có nghĩa là lịch sự, mai thì không có chắc. Ok, mai thì không có chắc. Mai có nghĩa là gần như là mình phải nghi ngờ. I might come to see her tomorrow. Okay, may là không có chắc. I might come to see her tomorrow. Tôi có thể tới thăm cô ta ngày mai nhưng mà không chắc. Okay, you might be right. Có nghĩa là mình nói câu này có nghĩa là mình chưa có chắc là người đó nói đúng hay sai, nhưng mà mình lịch sự mình nói you might be right. Okay. However, let me check it over. Anh chị hiểu rồi không? Ok rồi, bây giờ không ai gọi vô nữa hả? Không ai gọi vô đoạn đọc hả? Thì mình qua cái đoạn kế nha. And hurry, các anh chị, we have only 25 minutes left then. Ok, tới đâu rồi ta? Ok, Cube on here. Ai gọi vô cũng được hết trơn, nhưng mà các anh chị phải giơ tay. Ok, please. You have to raise your hand to call me in Skype, please. Thủ phạm là him. Cube on here. Cube on him. Could you read this, please? Oh my. Okay, tiếng Mỹ. Cái chữ may với cái chữ my là khi mình nói trong một cái câu khẳng định thì nó có nghĩa như là Sukalai nói. Okay. Nhưng mà ý của Tim mình nói ở đây trong một cái câu hỏi đó thì chữ may đó nó lịch sự. Okay. Trong một cái câu hỏi mình không có dùng chữ might mà mình dùng chữ may. May I, chứ mình không có nói là might I. Suka Lai hiểu Tim mình nói phải không? Phải không? Yes, okay. Sukalai nói đúng chứ không có sai. Nhưng mà trong một câu hỏi đó thì mình nói chữ may nó lịch sự hơn là mình nói chữ can. Can I eat your meat? Nó không có lịch sự. Mà mình phải nói may I do something for you, hay là may I, là cái gì vậy? Okay. Yes. Còn trong một cái câu mà khẳng định đó, không phải là câu hỏi, thì cái chữ may đó nó có nghĩa là nó positive hơn.
là chữ my, cái chữ my gần như là nói mà không có any promise, okay? Oh ma, one here, you're making too much noise. Thủ phạm là him, okay? Yeah, thủ phạm là him. Yeah, I might win the lottery. Có nghĩa là cái chữ might đó là chỉ là mention cái vấn đề ra thôi, còn nó xảy ra hay không là chưa chắc. Đấy, khá như vậy. Các anh chị, I'm tired now. I'm so hungry. Các anh chị không có action gì hết trơn á. Không có cooperate. And that can make me feel bad. Ai gọi vô cũng được hết, các anh chị giơ tay nhiều mà không chịu gọi vô. Giờ mình qua cái đoạn mới. Cô y tá của hỏi chứ bạn có thể tới 3 giờ chiều nay được hay không? 3 giờ chiều nay được hay không? Today có nghĩa là chiều nay đó. Right? 3 giờ hôm nay được hay không? Okay, icebreaker. You're so cute. That's your picture. Is that your picture when you was young? Phải không? Nghe tiếng mình nói không? Cô nghe em không? Trời, nãy giờ ai gọi quá trời người vậy? Nghe nhưng mà icebreaker không có nghe tiếng mình nói phải không? Em nghe mà, em nghe ok, sao nghe ồn ồn vậy ta? That's you. Em hả? Yeah. Em đâu làm gì đó sao ổn? Making too much noise. I don't know. Em hả? Timmy hỏi chứ cái hình của is that your picture when you was young? No, it is just a picture I got from the internet. Oh. Yeah. Okay, now could you read this please? Is that, yes. Chúng phải is there, is that. Ok, cái câu đó hồi nãy, cái câu nãy đâu mất tiêu rồi. Ồ, em nghe tiếng ồn từ phía của Tiểu My nè. You're right. I am innocent. Tiếng ồn từ, tiếng ồn từ từ icebreaker đó. Tại vì Tiểu My nói đâu có bị ồn đâu. Icebreaker log in vô là bị ồn đó. Yeah. Yeah. Sao kỳ vậy ta? Em đâu làm gì đâu ta. Đang buổi đêm rất là yên lặng. Ồn vậy ta. Maybe tại cái microphone hay là tại cái sound card của icebreaker đó. Cái sao car mà nó built in trong cái motherboard đó hay là tại cái quạt đó, whatever, I don't know, but that's you. Ok vậy ta. Yeah, but anyway, could you read this please? Yeah. What's your name? Cô đọc cái bằng cọp post on in the room phải không cô? Yes, please. What's your name? My name is Steven Anderson. Wait a minute, please. Could you come at 3 o'clock today? Anderson, chứ phải Anderson nha. And, có cái chữ N là và đó. Anderson. That's right, Anderson. And could you repeat one more time the whole thing, please? What's your name? What's your name? Đây là WH question, WH and how question. Mình thường thường mình xuống giọng. What's your name? What's your name? Chứ không phải what's your name? What's your name? Oh, what's your name? My name is Steven Anderson.
Không phải Stephen, Stephen, Stephen. Stephen. Yes, yeah, Stephen. My name is Stephen Anderson. Câu này mình đọc cho cô. Right. Wait a minute, please. Wait. Yeah. Nếu không có cái âm T thì nó ra cái con đường đó. Nó ra cái chữ wait. Wait à. Nó ra cái chữ wait không cô? Nó ra cái chữ này wait, không phải là wait mà là wait. Wait a minute, please. Could you come at 3 o'clock today? Yeah. Còn một cái nữa. Một cái chữ mà nó có hai cái nguyên âm đó các anh chị, thường thường mình ưa kéo dài. Okay. Cái này là wait. Còn cái này là wait. Okay, wait. Kéo dài một chút xíu. Cũng giống wait. Dạ, cũng giống như cái chữ please. Okay, please chứ không phải please. Không phải là please mà là please. Các anh chị thấy please. Nó có hai cái nguyên âm ở trong đó, right? Right? Thường mình ưa kéo dài. Please, chứ phải là please. Okay? Please. That's yeah. Right, mình phải kéo dài. Giống như cái chữ này. Okay? Hai nguyên âm phải không các anh chị? Mình sẽ kéo dài read. Okay? Read. Read. Chứ phải là read, không phải là read mà là read. Thấy không các anh chị? Dạ, có nhiều cái trick mình để ý đó, và mình thường nó sẽ áp dụng trong nhiều cái trường hợp. Right? Okay, now one more time, please. Start over and read the whole thing. What's your name? What's your name? Không phải what's your name? Yeah, không phải what's your name. What's your name? Yeah, what's your name? What's your name? My name is Stephen Anderson. Wait a minute, please. Could you come at 3 o'clock today? Yeah, today. Today, chứ không phải today. Today. Yeah, today. Today. Yeah, today. Okay, today. Could you come at 3 o'clock today? That's right. Okay, that's good enough, and thank you very much, icebreaker. Okay, Timmy, còn một người nữa. Dạ, vậy em biết sửa nha cô. Sao em nghe ồn ồn à? Biệt. Lé một người chắc hả? Chết. Hả? Sao nãy giờ người nào cũng nghe ồn hả cô ta? Okay, next one will be Hải Nguyễn. Timmy không biết hả, mà Timmy accept người này thì tự động cái người kia bị drop liền à? Hải Nguyễn, it's your turn to read this, please. Okay. Can you hear me clearly? Yes. What's your name? What's your name? Chứ không phải what's your name? What's your name? Bây giờ các anh chị còn nghe ồn không? Đâu còn nghe ồn nữa phải không? Phải không? Đâu có còn nghe ồn nữa rồi. Yeah. Đó là tại các anh chị gọi vô chứ đâu phải tại tiếng đi đâu. Giờ có ồn không? À, nghe cô rõ mà. Okay. Thủ phạm là your, not mine. Tôi sẽ nghe cô rõ mà. Yeah, so read it then. What's your name? Name, chứ không phải what's your name. What's your name? Xuống giọng, what? Không được lên giọng. What's your name? Yeah, what's your name? What's your name? My name is Stephen Anderson. Wait a minute, please. Could you come at 3 o'clock today? What's your name? My name is Stephen Anderson. Không phải Sơn mà không phải Sơn mà là Sơn. Chữ X tiếng Việt Sơn. My name is Stephen Anderson. 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 That's right. Go on, please. Wait a minute, please. Could you come up
8 o'clock today? Today. Today. Yeah, today. Yeah, today. Câu này thì mình lên giọng đúng rồi. Could you come at 2 o'clock today? Could you come at 3 o'clock today? Right. Các anh chị trong cái phần tập đọc á, các anh chị có thể đọc nhanh cũng được, với một điều kiện các anh chị phải đọc đúng. Còn nếu không đó thì mình phải đọc chậm từng chữ. Okay. You may accept everything, but when you read fast, you have to read right. Okay. You have to pronounce right. Okay. Okay. One more time, please. What is your name? My name is Stephen Anderson. Wait a minute, please. Could you come up 3 o'clock today? Yeah, that's good. I think that's good enough. And thank you very much. Thank you for me. Okay, let's see. Okay, rồi bây giờ mình đọc ba cái đoạn kế. Okay. I hope I can. Yes. Nó dễ phải không các anh chị? Những cái chữ này đều dễ hết trơn. Okay, cái câu chuyện tiếp tục. Cái cô receptionist cô hỏi chứ bạn có thể tới lúc 3 giờ chiều nay hay không? Hôm nay là có nghĩa là chiều nay hay không? Đợi tí mình tí xíu nha. Thì mình sẽ trả lời là it would be fine. Cái câu này nó rất là hay các anh chị. Thay vì mình nói yes, mình nói it would be fine. Nó lịch sự, nó more educated hơn, phải không? It would be fine. So see you at 3. A là cái cô receptionist, okay? And cô nó hỏi tiếp. Anything. TH á, thường mình đọc thành chữ T của tiếng Việt, nhưng mà mình phải le lưỡi. Anything. Okay, anything. Chứ không phải là anything. Không phải là anything như các anh chị. Cái này mình sẽ đọc là think. Okay, chứ không phải là think. Đọc gần giống như chữ T tiếng Việt mà mình phải le lưỡi ra, mình đánh cái âm TH ra. Anything else. Cái âm Y phía sau thường thường không đọc. Else. Cái âm L đó mình phải cong lưỡi lên rồi mình mới đánh cái âm S ra. Else. Right? Else. I can. Cái âm N xuống giọng. I can. Right? I can. Còn chữ này đó, mình sẽ đọc thành chữ help trước, rồi mình mới kéo vào cái âm P. Help. Okay. Chứ không phải là help nha, không phải là help nha. Mình đọc help. Right. Mình đọc cái âm help trước, rồi mình mới kéo vào cái âm P. Help. Okay. Đánh cái âm P. Nếu mà các anh chị không đọc được cái âm sau đó, mình đọc lớn là help. Bấm chặt môi nha, cái chữ help. Help. Right. Rồi mình đọc nhiều lần rồi mình đánh cái âm ra thôi. Help. Help. That's right, help. Yes. Mình đọc yes. Nhỏ lại thôi. Okay. You. Chữ you đó thường thường á, mình không có đọc rõ là you. Không phải là you nha các anh chị. Mà mình đọc gần giống như nó điệu điệu giống như chữ này nè. You. Lá you bông. You. Yeah, you. Chứ không phải là you. You nha. Yes. Người Bắc ưa đọc thành chữ Z, không phải là Zu mà là you. Okay, you. You. Right. You. Đọc chữ Y của người Nam á, you. Okay, chứ không phải là you, you. Mà cũng phải là không phải là Zu nữa. Đấy. Yes. Okay, một lần nữa. You. Nothing. Okay. Nothing chứ không phải nothing, không phải nothing nha. It would be fine. So see. So hai chữ này đọc thành chữ S hết, right? So see. Okay, so see. Yeah, you at so three. See. You at three. Cái âm three. T, yeah, three. Không, cái âm, three. Yeah, three. Phải le lưỡi, please. Le lưỡi. Three. Le lưỡi ra, cắn lưỡi nhẹ nhẹ, thụt lưỡi vô mình đọc three. Three. Yeah, three. Three. Có lẽ lưỡi không vậy?
Phải la lưỡi mới mới đọc đúng nha, không la lưỡi đọc không đúng đâu. Không phải là tree, không phải là tree. Không phải là tree này, okay? Mà là three, 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 three. La lưỡi mới đọc cái âm chia chưa? Three, three, three. Đọc đi, three. Tree. Yeah. Tree. Three. Không phải là tree, mà là three, three. Three, three. Hình như chưa la lưỡi thì phải. Cái tree. Cái chị không la lưỡi đọc cái chữ tree nó rất là nặng. Okay. Nó không phải là đọc nặng là tree, mà là three. Three. Rớt rồi. Okay, anything, anything, anything else, I can help you. Okay, yeah, le lưỡi ra rồi mới đọc. That's right, Johnny, try. Okay, Ngọc Trâm, you back? Yes. Okay. How are you? I'm fine, thank you, and you? How are you? Rồi không nghe rồi. Rồi cái Ngọc Trâm, could you read this please? Yes, I'm here. Yeah, đọc đi, đọc đi. Đọc cái phần nào ạ? it could be fine. So, see you yet. Anything else I can help you? Yeah, help. Chữ help chứ. Help. Yeah, help. Help. Right. Help. Help. You. Help. 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 Who can you đọc help? Đọc nối âm là help you. Yeah, help you. Đâu có nối âm help đâu. You. Help, yeah, help you. You. Right. Okay. Help you. Okay, one more time, please. Yes, it could be fine. So, see you yes. Wait, wait, see you, see you at 3, đọc rõ ra. You see missed, you at 3. Yeah, 3. Anything else I can help you? Yeah, anything I else. I can help you? Yeah, anything else I can help you? Anything else I can help, I can help you? Không phải, you? Không phải help nhưng mà là help. Help. Right. Help. Help. Help you. Right. That's right. Okay. Last one then. Last time then. Yes. It will be fine. So see you at 3. Anything else? I can help you. That's very good. Okay, that's good enough, and I think time is up too. Anything else I can help you? Help you? Yeah, you. Help right. You. Yeah, help you. You. Right. Help you. Help you. Okay, that's good enough, and hết giờ rồi các anh chị. Dạ, yeah, gần hết giờ rồi, các anh chị mới chịu giơ tay hành động. Trả giá. Em muốn nói chuyện. Ok, go ahead then. Em muốn nói chuyện một tí được không? Dạ, yeah, được. Go ahead, please. Yes. Can you describe little... And girl. Little and what? Yes. Little and what? Describe little and what? About what? Yes. Không hiểu. Little. Little and yourself. Oh, you want I introduce yes. myself? Your. Không hiểu ạ. Yourself. Yeah, can you tell? Mix
Nghe nó ồn thôi rồi chị. Đúng rồi, không nghe không rõ lắm. Do you want I tell a little about myself? Yes. No. What do you want to know? Just ask me then. I am a single. Yes, I'm single. And I am a piano instructor. I am a music instructor. Really? Actually. What else? And what else? Actually, các anh chị biết gì không? Ở trên net này đó. Mình không cần phải cho người ta biết mình là ai, mình làm gì, mình ở đâu, mình số điện thoại số mấy, địa chỉ số mấy rồi này kia, không cần. Yeah. I don't want to do it. Okay. Yeah, anyway, nhưng mà cũng có nhiều người you got a boyfriend? No. Actually, I don't want to tell, but I don't want to say about that. I'm sorry. Okay, các chị, yes. Bây giờ thank hết you. Giờ rồi. Hết giờ rồi. Yes. Yes. You mean, am I dating? Someone, đừng có dùng cái chữ anyone, okay? Đừng có dùng cái chữ anyone. Someone. Are you dating someone or are you seeing someone? Cái gì vậy? Ok, các anh chị hết giờ rồi. Mình gặp lại ngày mai nha. I'll see you tomorrow, ok? Ngày mai mình sẽ đọc. Các anh chị ráng giơ tay lên đọc bài đi. Cái bài này dễ mà, right? Cái bài này thì nó có 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần. 4 phần tất cả. Phần đầu tiên đó là mình making an appointment. The next one at the reception. Có nghĩa là sau khi mình make appointment để gặp bác sĩ rồi, mình sẽ đi tới ngày tới giờ mình hẹn rồi đó, mình sẽ đi lại văn phòng bác sĩ và mình gặp cái cô thư ký trước, right? Sau đó rồi cổ sẽ mình sẽ ngồi đợi rồi đến mình vô bác sĩ. Ông bác sĩ ông sẽ khám mình. Rồi ông sẽ cho mình biết mình bệnh gì, điều trị làm sao để cái gì vậy. Thế không được. What do I have for lunch? I haven't known yet. Maybe ăn phở ngày hôm qua đó. Hôm qua nấu phở, còn phở chắc ăn phở cho nó hết cho rồi á. Cho nó hết cho rồi á. Ok, các anh chị tính nói gì quên rồi. Thường thường các anh chị phải đọc cái bài cho xong. Các anh chị phải đọc cho nó đúng rồi đó thì mình mới phát bài ra. Tại làm sao như vậy? Tại vì á, nếu mà phát bài trước á, các anh chị cứ lo ngồi nhìn bài, các anh chị không có nghe tụi mình nói cái gì hết. Cái phần tập đọc nó rất là quan trọng, các anh chị phải đọc cho nó đúng, mình mới nói chuyện đúng, phải không các anh chị? Right? Thành ra ngày mai đó, mình phải học cho nó xong, phải tập đọc cho nó đúng hết cái bài rồi ngày mai tụi mình mới phát bài. Ok? Right? Ok, and that's it for today, and I think we should dismiss now, and I'll see you tomorrow. And gặp không cho, đã nói rồi không cho đọc xong hết rồi mới chờ phát bài được. No, I'm a Vietnamese. Tiếng Việt sinh ở Sài Gòn mà, sinh ở Sài Gòn mà. Ba của tiếng Việt ở Mỹ Tho, mẹ của tiếng Việt ở Kiến Hòa, ông nội của tiếng Việt cũng ở Mỹ Tho luôn. Ông cố của Tiểu My cũng ở Mỹ Tho luôn. Ông ngoại Tiểu My ở Kiến Hòa. Bà ngoại Tiểu My cũng ở Kiến Hòa luôn. Bà cố, ông cố Tiểu My cũng ở Kiến Hòa luôn. Tiểu My giờ hả? Tiểu My ở xứ cao bồi con gái á. Anh chị biết xứ cao bồi con gái không? Chỗ nào mà con gái nó cởi ngựa với quăng dây đó là Tiểu My ở đó đó, ok. Chỗ nào mà có con gái mà cởi ngựa với bắn súng với quăng dây đó
tại vì mình ở đó đó. Okay. Okay, I'll see you tomorrow then. Chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khác một ngày một đêm bình an, vui vẻ. Okay, bye các anh chị. Cho Timmy gửi mai lại cho ớt nha.